Hello, chào tất cả các bạn, lại là mình đây. Ngày hôm qua thì chúng ta đã có cái buổi free practice 1, free practice 2 của chặng đua Aragon GP. Và các bạn cũng biết là cái trường đua Motorland Aragon thì ở Tây Ban Nha. Và khi mà xem những cái buổi free practice 1, 2 này thì mình nghĩ là tại sao lại có nhiều cái trường đua ở Tây Ban Nha tham gia vào cái lịch thi đấu của MotoGP. Hay nói một cách khác đi, và nói một cách chính xác hơn, đó là có quá nhiều các cái tay đua của Tây Ban Nha tham gia vào cái hệ thống thi đấu MotoGP Championship này. Cả Moto 2, Moto 3 và MotoGP. Nếu mà các bạn nhìn vào những cái tay đua chính thức thi đấu ở mùa giải này á, gọi là chính thức nha các bạn, tức là có 11 đội đua và 22 tay đua, thì các bạn tính ra thì có khoảng là 40% là các cái tay đua Tây Ban Nha tham gia cái giải đua MotoGP. Phải nói là một cái con số quá ấn tượng, một con số không mấy bất ngờ, nhưng mà cũng gây cho chúng ta một cái câu hỏi là tại sao có quá nhiều các cái tay đua Tây Ban Nha tham gia MotoGP như vậy. Và nếu mà chúng ta so sánh với cái nước có cái số tay đua tham gia đứng thứ hai là Italia, thì Italia xếp vào khoảng là 27-28% gì đó. Các bạn tính giùm mình ha. Nói chung là mình mới tính xong cho nên mình cũng không nhớ là bao nhiêu số ở đằng sau dấu phẩy. Nói chung là Tây Ban Nha thì khoảng 40% và Italia là 27%, còn lại là các cái nước khác chẳng hạn như là Nhật Bản hay Úc hay Pháp đó. Rồi, phải nói là một cái câu hỏi mà mình suy nghĩ và mình đã đi tìm câu trả lời cho cái câu hỏi này, và mình muốn chia sẻ với các bạn những cái gì mà mình đã tìm được. Nếu mà chúng ta tính số lần chiến thắng chặn ở những cái chặng đua Grand Prix từ xưa cho đến bây giờ, cả thể thức nhỏ và thể thức lớn luôn thì Italia đang dẫn đầu với 848 chiến thắng chia cho 86 tay đua. Tây Ban Nha là 663 với 50 tay đua xếp thứ hai nha các bạn. Nước Anh, Vương quốc Anh, United Kingdom xếp thứ ba với 409 chiến thắng chặn chia cho 52 tay đua. Nhưng mà nếu các bạn nhìn vào cái bảng này các bạn sẽ thấy là từ năm 2010 cho đến năm 2020, trừ năm 2011 Casey Stoner giành chiến thắng với Honda, thì tất cả các cái chức vô địch thế giới ở MotoGP đều thuộc về các cái tay đua Tây Ban Nha. Bắt đầu 2010 là thuộc về Jorge Lorenzo, và năm 2020 là thuộc về Juan Mir. Còn trước đó chẳng hạn như là từ 2009 trở về 2002 đi, rồi có thể là trở về đến năm 1999 thì chúng ta mới tìm được một cái tay đua Tây Ban Nha vô địch thế giới ở thể thức cao nhất là Alex Krivin. Và chúng ta quay ngược thời gian nữa, trước năm 1999 thì chúng ta không có một cái tay đua Tây Ban Nha nào giành chức vô địch thế giới ở cái thể thức cao nhất. Ở cái thể thức mà nhỏ hơn chẳng hạn như là 350 hoặc là 150 hoặc là 500 thì rải rác có những cái tay đua Tây Ban Nha. Và các bạn thấy là những cái năm gần đây thì có rất là nhiều các cái tay đua Tây Ban Nha giành chức vô địch thế giới ở những cái thể thức nhỏ hơn, chẳng hạn như là 250 hoặc là 125 hoặc là Moto 2, Moto 3. Chẳng hạn như là Alex Marquez này, rồi Maverick Vinales này, rồi Paul Espargaro này, rồi Tito Rabat này, rồi Marc Marquez này. Đó là những cái thành tích phải nói là rất đáng khen ngợi của thể thao Tây Ban Nha trong cái môn đua xe. Và chúng ta đặt cái câu hỏi là tại sao lại như vậy. Cái năm bản lề của môn đua xe ở Tây Ban Nha là năm 1992, khi mà Dorna giành được cái quyền thương mại, giành được cái quyền có tiếng nói ở trong cái thể thức đua Grand Prix này. Và kể từ đó thì Dorna đã có rất là nhiều các cái giải đua nhỏ, các cái giải đua support cho cái giải đua lớn của họ. Và chính những cái giải đua nhỏ này đã tạo một cái nền tảng, đã tạo một cái tiền đề, đã tạo một cái môi trường để các cái tay đua có tài phát triển. Và khi mà mình tham gia vào một cái hoạt động thể thao mà có rất là nhiều anh tài như thế, tất nhiên rồi, bản thân mình phải cải thiện bản thân mình nè, mình phải cải thiện cái kỹ năng của mình này, mình phải cạnh tranh với các cái tay đua khác này. Do đó là những cái viên ngọc thô của thể thao đua xe Tây Ban Nha càng ngày càng được mài dũa, càng ngày càng được sáng hơn. Và khi mà họ lên thi đấu ở những cái thể thức cao, chẳng hạn như là Moto 3, Moto 2 hay là MotoGP thì họ đã có được một cái nền tảng đào tạo, một cái nền tảng kỹ năng rất là tốt rồi. Do đó là họ cũng không có gặp nhiều khó khăn khi mà gặt hái được những cái thành công. Chúng ta thấy là mùa giải Moto 3 năm nay chúng ta có cái tay đua gây ấn tượng và gây cảm xúc, đó là Pedro Acosta. Rồi còn Marc Marquez thì là một cái câu chuyện rất khác rồi. Ngoài ra thì Tây Ban Nha còn có những cái tay đua khác, chẳng hạn như là Maverick Vinales này cũng là một cái thần đồng tốc độ này, hay là Juan Mir này đang là đương kim vô địch thế giới này, hay là Alex Rins chúa tể của những pha ngã này. Nhưng mà cũng có những cái chặng đua rất là phấn khích ha.
Dona họ có những cái chương trình rất là hay các bạn, chẳng hạn như là giải đua CEV á, viết trong tiếng Tây Ban Nha là Campeonato de España de Velocidad, tức là cái giải đua thấp hơn, cái giải đua gọi là bàn đạp cho cái giải đua lớn hơn. Rồi những cái giải đua khác chẳng hạn như là KTM Rookies Cup này, Dona cũng biến cái giải đua này trở thành một cái giải đua để mà săn tìm tài năng cho những cái giải đua cao hơn, Moto3, Moto2 và MotoGP. Rồi chẳng hạn như là Asian Talent Cup này, đó cũng là một cái giải đua mà Dona can thiệp để mà mang nó trở thành một cái giải đua chính thức trong cái hệ thống thi đấu Grand Prix. Hay là một cái giải đua khác có thể kể tên ra đây như là British Talent Cup này, với một cái khẩu hiệu là Your Road to MotoGP Starts Here, tức là con đường đến MotoGP bắt đầu ở đây. Thì với những cái sáng kiến, với những cái chương trình đua như thế này thì Dona đã hỗ trợ rất là nhiều cho cái sự thành công của môn thể thao đua xe ở Tây Ban Nha. Và chúng ta cũng không có ngạc nhiên mấy khi mà bây giờ đại đa số các cái tay đua ở trên Moto3, Moto2 là các cái tay đua Tây Ban Nha và các cái tay đua thuộc chương trình mà Dona tài trợ. Mặc dù họ đến từ những cái quốc gia khác nhưng mà họ vẫn tham gia vào các cái chương trình này của Dona. Do đó là từ những cái giải đua nhỏ này họ từ từ họ bước lên những cái bậc thang của những cái giải đua cao hơn. Còn đối với nước đang dẫn đầu cái số lần chiến thắng chặng Italia thì họ đã ngủ quên ở trên chiến thắng với cái tài nghệ, với cái thành công của Valentino Rossi và những cái tay đua khác. Nhưng mà sau khi mà Rossi thoái trào phong độ và các cái tay đua khác cũng không thể nào mà khỏa lấp được cái khoảng trống mà Rossi để lại á, thì Italia bước vào một cái giai đoạn hết sức là khó khăn. Các bạn thấy là từ năm 2010 đến nay thì không có một cái tay đua Italia nào giành chiến thắng ở MotoGP. Phải nói là một cái điều rất là đáng buồn cho ngành thể thao đua xe ở nước Ý. Do đó là Valentino Rossi đã tạo ra cái học viện VR46 Academy, nơi mà nuôi dưỡng những cái tài năng đua xe của Italia để mà từ đó là nâng tầm họ, nâng bước họ, đầu tiên là ở Moto3 rồi Moto2 rồi lên thi đấu ở MotoGP. Đó, các bạn thấy có rất là nhiều gương mặt đang thi đấu ở MotoGP là trưởng thành từ cái lò đào tạo của VR46, chẳng hạn như là Morbidelli, Francesco Bagnaia, hay là có những cái anh tài đang thi đấu ở Moto2, Moto3 gì đó mình cũng không có nhớ rõ, Bezzecchi hay là VST gì đó. Nói chung là một cái lò đào tạo nài đua xe ha. Khi mà mình thi đấu ở trong một cái môi trường cạnh tranh á thì mình mới phát triển được. Còn nếu mình chỉ là một cái tài năng ở một cái đất nước không có hâm mộ cái môn đua xe thì cũng rất là khó để mà phát triển. Tại vì mình không có một ai để mà so tài, không có một ai để mà cạnh tranh, không có một ai để mà học hỏi cả. Cho nên rất là khó để mà phát triển ha. Mình phải tham gia vào cái hệ thống thi đấu, hệ thống đào tạo của những cái giải đua này, của những cái lò này, thì mình mới thấy là khả năng của mình, tài năng của mình đến đâu. Chứ còn nếu mà chỉ ở một chỗ, chỉ ở một cái vùng đất, chỉ ở một cái khu vực thì nó cũng rất là khó để mà lên những cái giải đua cao hơn. Khi nào mà mình thả vào một cái môi trường cạnh tranh thì mình mới có sức cạnh tranh. Quay lại cái câu chuyện của chúng ta là cái học viện VR46 Academy á, một mình Valentino Rossi thì cũng không thể nào mà lo cho cả một quốc gia được các bạn à. Cho nên là Liên đoàn Moto Italia cũng cần phải tham gia vào các cái hoạt động này, cũng phải hỗ trợ VR46 hay là có những cái giải đua khác hoặc là có những cái học viện khác ở trong nước để mà thúc đẩy cái phong trào mô tô ở Italia. Và các bạn cũng biết là Italia thì rất là hâm mộ cái môn đua xe này, một phần là nhờ ảnh hưởng của Valentino Rossi. Rồi đó là cái phần lý giải của mình về cái câu hỏi tại sao là có quá nhiều các cái tay đua Tây Ban Nha tham gia Moto3, Moto2 và MotoGP. Một lần nữa cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi video này và hẹn gặp lại các bạn trong những video lần sau. Và các bạn cũng đừng quên là hãy đăng ký cái kênh YouTube của mình để theo dõi những cái video mới nhất nha. Và ngoài ra các bạn còn có thể đăng ký làm thành viên cái kênh YouTube của mình với chi phí là 60.000 đồng một tháng để mà theo dõi những cái nội dung độc quyền và hấp dẫn. Một lần nữa cảm ơn các bạn rất là nhiều và hẹn gặp lại các bạn trong những video lần sau. Thân ái chào tạm biệt. Bye bye.